Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, trong đợt kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ huyện Bảo Thắng đã có 51 đảng viên được vinh dự nhận huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5. Trong đó trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho một đồng chí, 55 tuổi Đảng cho 3 đồng chí, còn lại là các đồng chí từ 30 đến 50 năm tuổi Đảng. Việc trao huy hiệu cao quý của Đảng vào đúng dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với sự đóng góp của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lãnh đạo huyện ủy Bảo Thắng mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu, cùng với bề dày kinh nghiệm của mình tiếp tục tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương, đơn vị, luôn là tấm gương sáng, bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay. Tại xã A Lù, huyện Bát Sát đã diễn ra Ngày hội Thầy Thuốc Trẻ Làm Theo Lời Bác năm 2020. Ngày hội Thầy Thuốc Trẻ Làm Theo Lời Bác diễn ra sôi nổi với sự tham gia của cán bộ, hội viên chữ thập đỏ, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Sát, quân y Đoàn Kinh tế Quốc phòng 345. Tại đây, các y bác sĩ đã khám và cấp phát thuốc miễn phí, siêu âm cho 300 lượt nhân dân, đến khám tại gia đình cho 10 người già yếu. Nhà tôi ở xa bệnh viện nên không có điều kiện đi khám. Hôm nay được các cán bộ bác sĩ đến tận trên này khám bệnh cho tôi và mọi người ở đây, để mọi người biết được tình hình sức khỏe của mình. Mọi người còn nhận được quà của cán bộ bác sĩ. Chúng tôi rất phấn khởi. Cùng với các hoạt động khám bệnh, chương trình cũng đã trao 3.000 ly sữa do công ty trách nhiệm hữu hạn Job Việt Nam tài trợ cho người dân và các em học sinh ở xã A Lù. Tư vấn dinh dưỡng, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 cho học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở A Lù. Liên đoàn Lao động huyện tặng 10 suất quà cho đoàn viên công đoàn các trường học có hoàn cảnh khó khăn. Hội chữ thập đỏ huyện tặng 5 suất quà cho hộ nghèo. Thời gian qua, Đảng bộ chính quyền xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương đã đưa ra những giải pháp cụ thể phù hợp trên cơ sở khai thác các tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế. Nhờ đó, đời sống của nhân dân các dân tộc trong xã ngày càng được cải thiện và nâng cao. Nổi bật là đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã Nậm Chảy đã đạt 28.700.000 đồng trên người trên năm, tăng 21.700.000 đồng so với năm 2015, bằng 190% so với mục tiêu đại hội. Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất canh tác đạt 50 triệu đồng trên hecta, bằng 125% mục tiêu đại hội, tăng 20 triệu đồng trên hecta so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, Đảng bộ xã đã chỉ đạo và quy hoạch các thôn có khí hậu thổ nhưỡng phù hợp sang trồng chuối, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nếu như năm 2015, toàn xã chỉ trồng được 110 hecta chuối, thì đến nay con số này đã tăng lên 336 hecta. Sản lượng đạt trên 6.000 tấn trên năm, giá trị đạt trên 36 tỷ đồng. Diện tích trồng cây sa nhân lên tới 357 hectare, giá trị bình quân đạt 35 tỷ đồng. Đời sống kinh tế được cải thiện và nâng cao, người dân địa phương đã tích cực tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới, nhất là các tiêu chí thuộc phần việc người dân phải làm. Từ đó, một diện mạo nông thôn mới đã dần hình thành và phát triển ở xã vùng cao biên giới này. Từ nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, huyện Bảo Yên đã hỗ trợ nông dân làm nhà lạnh, lắp điều hòa nhiệt độ để nuôi tằm. Cách làm này đã giúp giảm tỷ lệ tằm chết, tăng năng suất kén lên khoảng 20%. Theo đánh giá, từ nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới sẽ hỗ trợ 5 gia đình làm nhà lạnh để nuôi tằm. Tuy nhiên, trên thực tế, Bảo Yên đã làm được 7 nhà lạnh nuôi tằm và vẫn đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Trong mỗi phòng, nông dân sẽ lắp máy điều hòa nhiệt độ, quạt lưu thông không khí và nhiệt kế theo dõi nhiệt độ. Theo khuyến cáo, ở nhiệt độ 25 độ C, tằm phát triển tốt nhất. Giữ nhiệt độ ổn định là điều kiện tăng tỷ lệ sống đến cuối vòng nuôi đạt khoảng 95%. Nếu như trước đây, khi nuôi tằm dưới sàn đất và không có phòng điều hòa, thì vòng đời của tằm kéo dài có khi đến 13 ngày. Nhưng khi nuôi trong phòng có điều hòa nhiệt độ, tằm lớn nhanh, con to, là điều kiện để tạo nên kén tằm dày, giúp tăng sản lượng kén thu được. Hiện Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Tín Đạt đang cung cấp giống dâu cao sản, giống tằm Trung Quốc và tổ chức bao tiêu toàn bộ kén tằm theo giá cam kết với nông dân, tối thiểu là 80.000 đồng mỗi kg.
Nhưng trên thực tế, năm 2020, hợp tác xã đang thu mua với giá là 90.000 đồng mỗi kg và sẽ điều chỉnh tăng theo giá thị trường, đảm bảo nông dân có lãi và thu nhập cao hơn trồng lúa từ 5 đến 6 lần. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, thông qua các đề tài, dự án, hoạt động xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất và đời sống đã giúp cho người dân tiếp cận nhanh những thành tựu mới về khoa học kỹ thuật, hỗ trợ kinh phí để người dân xây dựng các mô hình sản phẩm. Điều này đã có ý nghĩa rất lớn đối với việc huy động người dân tự tin làm chủ khoa học kỹ thuật, mạnh dạn đầu tư vốn để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Phóng sự được thực hiện tại huyện Bắc Hà. Năm 2017, huyện Bắc Hà được tỉnh phê duyệt đề tài khoa học nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng cây dược liệu có giá trị kinh tế theo hướng đạt các tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới và đã thực hiện thành công. Thành công ấy thể hiện qua hình ảnh những vườn đương quy giống chĩu hạt thông qua việc người dân bản địa hăng hái tham gia vào chương trình. Đề tài này góp phần giúp địa phương chủ động một phần giống trong sản xuất dược liệu quy mô lớn, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Năm 2020 này, huyện Bắc Hà cũng đã nhân rộng được ra 90 ha, trong đó là 60 ha cây đương quy, thế và 30 ha cây cắt cánh thì triển khai trên 5 xã tại huyện Bắc Hà. Thì từ cái kết quả của đề tài này thì chúng tôi chuyển giao cho người dân tại xã Lùng Phình là thực hiện về cái sản xuất giống, sau đó thì dần dần sẽ chuyển giao đến những cái hộ tiêu biểu hoặc là hợp tác xã của xã Tả Văn Chư, Bản Giả. Cùng với đề tài sản xuất giống cây dược liệu, tại huyện Bắc Hà, Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức nghiệm thu hai dự án thuộc chính sách ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Giai đoạn 2016-2020 là mô hình trồng dâu tây đạt hiệu quả kinh tế cao và dự án ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình trồng cải xoăn Kale tại xã Na Hối. Đây cũng là những dự án được đánh giá thành công. Trước kia thì ở đây thì nó thật là không có. Thì lúc trung tâm nó có thì bắt đầu là chị Huê thì mới giới thiệu thì hỗ trợ cây giống phân bón cái thì đầu tiên làm thì cũng ít thì dần dần nó mới thì hiệu thấy hiệu quả thì nó mới nâng cao lên thì bây giờ là trồng hơn 3 hecta thì nó hơn cây ngô cây thóc nhiều. Có thể khẳng định các đề tài nghiên cứu các dự án ứng dụng khoa học trong sản xuất nông nghiệp được triển khai trên địa bàn huyện Bắc Hà đến nay đã phát huy được những hiệu quả tích cực. Bên cạnh việc tăng năng suất, chất lượng sản phẩm tại các mô hình, cái được lớn nhất của dự án chính là những chuyển biến trong nhận thức, trong phương thức sản xuất của bà con nhân dân, từ sản xuất theo lối truyền thống sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật. Các cái mô hình thử nghiệm thì cũng đã có nhiều cái mô hình thành công ở trên địa bàn huyện Bắc Hà. Ví dụ như là các cái cây ăn quả, cây dược liệu. Thế và tùy từng loại cây trồng thì có những cái đề tài ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Chính vì cái kết quả thực hiện nhiều năm nay thì nhân dân cũng rất là tin tưởng. Họ cũng hy vọng là họ sẽ có một cái giống cây trồng mới để ứng dụng vào sản xuất. Trong cái thời gian tới chúng tôi sẽ lựa chọn những cái hộ mà có điều kiện và họ có nhiệt huyết mạnh dạn đầu tư. Chúng tôi sẽ chỉ đạo là nhân rộng ra sản xuất. Khi đã nhận thức được tầm quan trọng của khoa học công nghệ và nắm kỹ thuật trong tay, người nông dân sẽ mạnh dạn hơn trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cây con giống, phân bón, công lao động để phát triển mô hình. Đây là yếu tố quan trọng để huyện Bắc Hà nói riêng, các địa phương của Lào Cai nói chung phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị canh tác trên một đơn vị diện tích, từ đó cải thiện thu nhập và đời sống cho bà con nông dân. Thành phố Lào Cai công khai 100% thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của thành phố, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 17 trên 17 xã phường và cổng thông tin điện tử thành phố. Thành phố Lào Cai đã thực hiện việc cắt giảm 30% thời gian giải quyết đối với 36 thủ tục hành chính cấp thành phố, 26 thủ tục hành chính cấp phường, xã. Năm 2020, thành phố đăng ký cắt giảm 18 thủ tục hành chính cấp thành phố và 9 thủ tục hành chính cấp xã, phường. Thành phố Lào Cai chủ động theo dõi, giám sát việc chấp hành nội quy tại bộ phận một cửa của 17 xã, phường và bộ phận một cửa của thành phố. Thường xuyên nhắc nhở đối với cán bộ trực tại bộ phận một cửa chấp hành tốt nội quy và thái độ phục vụ đối với cá nhân, tổ chức khi giao dịch hành chính.
công tác đánh giá công chức làm việc tại bộ phận một cửa qua hệ thống phiếu và máy đánh giá. Trong quý 1 năm 2020, hệ thống điện thoại đường dây nóng đã hỗ trợ giải quyết dứt điểm cho 5 người dân gặp khó khăn khi tham gia giao dịch thủ tục hành chính với chính quyền. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.